mau giàu đây, rời muốn đi đường tàu bay. Giờ ta số không này thì mai nếu độc đắc anh sẽ đổi đời. Ai cũng có ước mơ riêng mình, ai cũng muốn tiếng tâm quang vinh, ai cũng thích tiến đầy tuổi thôi mà chẳng nghĩ hậu về sau này. Giờ sẽ có lúc đớn đau thay khi người đến với nhau mặt dày, tình cảm sẽ chẳng còn nữa đâu, lời nói chỉ vừa lòng nhau luôn. Có độc đắc là một cái người xuất sắc, có độc đắc là vui hay có cả nước mắt, có độc đắc là vui hay xui ai dám bảo là chắc, nếu không biết cân nhắc rồi sẽ trả giá đắt. Đời này sẽ tạo hương sắc, ây, nếu ai cũng biết vun đắp, ây, cho yêu thương trang hòa, cho vạn vật nở hoa, cho xuân vang tiếng ca, cho nhà nhà hạnh phúc, cho mọi lời cầu chúc phúc chốc hai nhiệm mau, chúc ông chúc bà sống lâu trăm tuổi, chúc mẹ chúc cha tiền đầy trong túi, chúc anh chúc chị luôn dư dải niềm vui, chúc cho tất cả một năm mới như nụ cười, ây 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 cười thật là tươi. Omo lời chúc hóa hành động, lấm bẩn mang điều hay. A còn cảm gương mặt á không tự nhiên. Cho em lại nha. Dạ muốn coi lại. Cho em coi lại lần nữa đi. Không có tự nhiên gì hết á. Thì đúng rồi, cô diễn giả trân mà tự nhiên cái nỗi gì. Diễn dở ạt, đổi người khác đi. Đường này à, có Hà Thi này thì không có nhỏ lại. Mày thôi. Chị Tiên, trời ơi. Trời ơi, đi đâu cha nội. Ủa? Sao nói vậy trời. Taxi, taxi, taxi. Anh ơi, đến sổ số kinh tế thành phố nha. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, xin lỗi chú nha. Chú chở con đến công ty sổ số kinh tế thành phố đi. Ủa, tôi dừng đây vậy, đâu phải cậu chỗ muốn đến đâu. Tôi vô đây tí xíu, tôi ra liền. Thôi, không đỡ người luôn nha. Mở cửa. Mở cửa. Hết giờ làm việc rồi cậu ơi. Xuân Xuân à, ta có cái ý này hay lắm. Hay là nhà ngươi hãy làm dễ sĩ cho ta đi đó hả? Ta sẽ trả công hậu hĩnh cho. Làm mấy chúng số bằng 2 tỷ. Hai? Mày trúng 2 tỷ? Úi dạ. Mày trúng 2 tỷ? Úi dạ. Rồi mày rao lên cho người ta giết tao gì vậy? Cô thiệt không? Sao mày câm luôn rồi hả? Dạ không. Công tử Xuân Xuân đây xin nguyện nâng khăn sửa túi cho người. À không, xin nguyện đi theo công tử bao giờ công tử tới suốt đời. Nè, chú ý tư cách. Hai đứa đều là cháu đích tôn đó. Gì? Tụi mình sắp có chỗ dựa rồi chị. Chỗ dựa? Dạ. Nè, chỗ dựa hơi dơ, bớt dựa lại. Mà em vẫn dựa. Rồi hai bên định cưới nhau hả? Không có. Thằng nói gì vậy? Chị, em nói chị nghe. Thằng Thiên. Thằng Thiên. Nó là thằng Thiên biết rồi. Nó... Cái gì? Thiên nó bị ung thư giai đoạn 2. Ăn nói bậy bạ. Ủa chứ sao mặt em tao nó xúc động vậy? Thằng Thiên nó trúng số được 2 tỷ. Rồi nó mướn chị em mình làm bảo vệ cho nó, một ngày nó trả 10 triệu. Trả 10 triệu. Trả 10 triệu. Nghĩ sao? Một ngày trả 10 triệu. Nghĩ sao vậy Xuân? Nghĩ sao vậy Xuân? Hộ tống khách vô ký hợp đồng. Dạ, xin mời công tử. Hai. Ủa Út, qua đây làm gì vậy? Này, ngày hai lắm lèm vậy? À, cái này để về nhà, anh em mình nói chuyện. Vụ gì? Hai hứa lèo nữa rồi. Hai hứa lèo hoài luôn á. Là mai mốt hai bèo nghèo đừng nói em nha. Biết rồi ông tướng, thôi đi về. Chào em về. À khoan. Ngày mai tráng sĩ với lại hầu gái nhớ đến đúng giờ kia chưa? Đi. Mai em chị em về. Ủa,
nó kêu ai là hầu gái vậy? Kêu chị. Ủa sao mày vẫn cười? Đi đúng rồi. Ủa dạ. Nghĩ sao vậy hả? Phải biết giữ tư cách trước mặt người lạ chứ. Ủa chị, sao tự nhiên căng sản vậy? Nãy đang hiền mà. Không nói nhiều, dẹp hết cái sân cho chị. Ôi, quét sáng giờ mệt nha. Hết cái sân, miễn phí than tiền nhà. Ok chị, chốt đơn. Ai, nói chung là vì một cái tết ấm no. Khổ lắm người ơi. Ủa chị, đứng gì vậy? Chị đứng chờ. Chờ ai? Chờ mày. Chờ em. Chí. Chờ mày làm xong. Sao chị không làm? Chị bận đứng giữ tư cách rồi em. Ui. Dạ, công tử, đây là ly cà phê cốc bà bãi ham nhảy mà công tử thích á. Dạ mời công tử xơi. Ngon không công tử? Ngon. Cái ánh mắt này thì mình biết công tử đang thắc mắc về cái outfit ngày hôm nay của em đúng không? Để em nói luôn cho. Dạ đây, kính xịn. Xịn. Xịn, em đeo vô để nhìn công tử cho nó rõ hơn. Ui, rõ rồi nè. Hào quang tỏa ra từ người công tử nó bớt chói rồi nè. Thiệt không? Thiệt. Hôm nay mày mặc cái đồ hùng điên như vậy. Ôi, mới sáng sớm mà nặng lời với người ta rồi, tự nhiên nói người ta khùng điên. Đây nè, đây là đồ tự thiết kế nha. Em đã dắt chất xám mất cả cuộc đời em mới thiết kế được cái bộ đồ rồi đó. Nè coi nè. Thấy không? Đẹp trai không? Hôm nay đeo được cái gì ở đây nè? À, quên. Dạ. Đây. Cái này nha, nhỏ mà có vỏ nha. Sony. Mấy ngàn đô luôn công tử. Mấy ngàn đô? Ê. Trời chết. Mắc lắm rồi, cái này đồ mập. Mượn. Đồ của mình. À. Dạ đồ của mình, nghĩ sao đồ mượn à? Trời ơi, cái này nghe nhạc mà nó hay mê ly luôn. Ui, ta từ nhỏ sống trong cổ mộ, ở dưới lòng đất với cô, cả quần với áo chỉ một bộ, không có bột giặt chỉ có ô mô. Oh no. Biết là xàm quá rồi nha. Xàm gì xàm, người ta nghe nhạc hay quá người ta phê. Mày đứng đây phê mày rồi đi, tao gọi taxi. Ê công tử, ê, đừng mà công tử. Dạ, thả ra. Mày điên hả? Dạ xin lỗi công tử, em bị liệu. Mà nói nghe nè, người như công tử đừng có đi taxi. Đi taxi là nó làm giảm đi cái độ sang xịn miệng của công tử á. Công tử là phải có xe riêng, tài xế riêng, vệ sĩ riêng chứ. Đi đâu mướn? Cần chi mướn? Em lo cho công tử từ A tới Á rồi. Đợi xíu, xe tới. Gần tới. Xe tới. Đón xem Sống 21 đêm giao thừa trên V Channel, V Giải trí, V Dramas và siêu ứng dụng giải trí trực tuyến Vion. Hello không? Sắp tới. Xe. Tao gọi taxi. Xe tới. Thank you.
Lại đây công tử. Gọi xe hiệu lạ ha. Điểm luôn, điểm luôn. Xin chào. Dạ. Rồi thêm con tửng nữa. Gì lại nặng lời với nhau rồi. Đây, xin giới thiệu lại công tử luôn nha. Đây, xe chống đạn thế hệ mới. Em có quết một cái lớp chống nắng ở phía bên ngoài luôn. Công tử mà bước vô cái xe này ngồi nha, là làn da của công tử sẽ được bảo vệ một cách tối ưu nhất. Và quan trọng hơn hết nha là xe em còn chống có tia UV nè, tia cực tím nè, cực xanh, cực đỏ, cực vàng, và kể cả cảm giác cực khổ mà công tử đang mang nữa. Ê, và quan trọng hơn hết nha, khi mà công tử bao chọn cái combo ngày hôm nay đó, là gồm có xe và một người tài xế võ nghệ cao cường đó nha, là chỉ có 10 triệu mà thôi. Duy nhất ngày hôm nay chỉ có 10 triệu đồng mà thôi. Nhanh tay thì còn, chậm chân là vẫn còn nữa công tử nha. Dạ. Chú ý thực cách. À dạ, em quên. Làm cái gì như gặp xiếc vậy? Đâu, tao thấy đúng mà. Hai tụi bay á, thiếu điều là thêm cái dòng lửa nữa. Nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại là trọn bộ combo luôn á. Ui, ý công tử nói là mình là thú á chị. Bậy, mày thôi, tao người chân thú. Thôi thôi thôi, bớt xàm lại. Muốn này, đâu? Đâu? Kiếm ai á? Tài xế võ cao cường đâu? Trời, nhìn chi cho xa mà gần ngay trước mắt. Dạ đây. Hả? Con mắm này. Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là tài xế võ công cao cường. Còn tôi nói cho anh biết, anh là khách VIP, anh mới được chủ tịch của công ty đến đây để tiễn đưa. Dạ. Cái gì? Ủa mà tiễn đưa? Không, hộ tống. Dạ. Còn nếu như anh là người thường thì xin lỗi nha, trả tiền tôi cũng không đi nha. Dạ sao công tử? Dạ sao? Không mấy thối tiền lại cho tao đi. Chứ tao sợ con mắm mày lắm. Nghĩ sao tao giao mạng sống tao cho nó vậy? Ui, công tử như vậy là trong mặt bắt hình dông rồi. Coi như vậy đó nha, thập đẳng quyền đai môn karaoke. À dạ, em quên, thập đẳng quyền đai môn karate. Trời ơi công tử ơi, thấy ghê không? Vừa mới tán nhẹ vô cái đầu em đó thôi mà em mất trí nhớ rồi công tử. Trời ơi, em quên mất tiêu rồi. Công tử là ai vậy? Ôi, em mất trí nhớ rồi công tử ơi. Thấy ghê chưa? Thấy nể tôi chưa? Ghê chưa? Không nói nhiều nữa, lên xe. Cố gắng bảo vệ cho tốt, rồi bao nhiêu cũng được. Lên công tử ơi. Dạ. Để em mở công tử. Dạ đó. Ôi, ngồi em không? Hiểu. Dạ thưa công tử, không biết là ngồi trong xe này có êm mong công tử không? Điều rồi đó. Công tử là phải có phước lắm đó, mới được tài xế thiên tài của công ty em chở đó nghe. Đúng vậy. Ôi, trời ơi, trời ơi. Sao không? Trời ơi, lái xe có gì vậy? Xin lỗi công tử, do vậy mới nên trơn trượt trượt. Rồi cái thằng này, tự nhiên tao đau đầu cái mò như thế này vậy? Sợ hư ở phía trong. Không hư gì chứ sao, tao trên đầu thôi. Lái cẩn thận vô nha. Dạ. Tao nói cho tụi mày biết, bây giờ tao trị giá 2 tỷ rồi đó nha. Chị chở 2 tỷ cẩn thận nha chị. Yên tâm, cứ để chị. Ây da. Cái thằng này, tao đâu ba liên quan gì tới cái chân mà mày rời dưới đây? Tại vì sợ hư ở dưới. Không cần, tao ra giới thiệu luôn, ngồi yên một chỗ. Đừng có đụng tới nữa. Ok. Rồi cái bà này nữa, cái gì mà thắng hoài vậy? Xin lỗi công tử, do vậy mới nên trơn trượt trượt. Vậy mới thì tháo đôi giày ra. Mệt quá, đàng hoàng vô nha. Yên tâm. Bây giờ tao nói tụi bay bây giờ hả, chỉ còn quan tâm đến tiền của tao thôi, chứ có lo cho sức khỏe của tao đâu. Công tử đừng có nói như vậy, tụi em quan tâm công tử mà. Trời ơi. Muốn đập cái nách luôn vậy đó. Ủa, thằng này sao mày ngồi với mày mà biết đỡ tao? Có cho đỡ đâu đỡ. Nghe lời quá ha. Được, quá quắc. Tao xuống xe, mở cửa ra. Nè công tử, xuống xe thì dễ, nhưng mà lên lại chiếc xe này sẽ khó đó nha. Mặc kệ, mở cửa xe. Tao thà hả đi một mình còn đỡ hơn đi chứ tụi bay ẩu tả không an toàn gì hết trơn á. Mở cửa xe. Được rồi, xin mời. Lẹ lên. Ê, cái gì vậy? Ôi, đi thiệt hả? Nè. Ê, đợi. Trời ơi. Nè, tôi nói cho. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, sao vậy nè? Đụng người ta được kìa. Đụng,
đục chết cái tay rồi. Chết rồi. Chị ơi, chị ơi, chị có sao không chị? Thằng này kêu phải kêu đúng cái bài vế người ta. Bà ơi, bà có sao không bà ơi? Bà ngủ nổi mày. Hai con mắt để ở gara ô tô hay sao mà tao sừng sững như vậy mà mày đụng tao cho đành đạn vậy hả? Còn nữa, tuổi của tao còn trẻ hơn ba của mày mà kêu tao bằng ba. Mặc bộ đồ đẹp như vậy đi đám cưới chưa được đi mà đã đụng tao như vậy rồi làm sao? Bây giờ sao? Chết rồi, dạ, sao? Chết rồi. Chị có bị không vậy? Ủa? Có sao mới nằm ở đây chứ nếu mà không sao là đã đi rồi. Bây giờ đền cho tôi đi. Đền gì? Tiền. Tiền? À, bao nhiêu? Một. Một triệu thì được, trời ơi. 100 triệu. Ở đâu ra 100 triệu? Bà mới khùng á. Bà nghĩ sao đụng bà? Bác sĩ chưa chuẩn đoán bà bị cái gì hết mà 100 triệu hả? Ủa chứ bây giờ nè chân, chân tôi bị gãi tôi đi, không được tôi phải nết. Chết rồi, chết rồi. Mà tôi là lao động chính trong gia đình, trong khi tôi đi đám cưới mà tôi chưa được đi. Rồi tôi bắt đầu tôi đói, tôi chưa no, rồi tụng tôi chết ở đây. Anh thôi, bà còn nói nhiều quá chứ bà khỏe mà đâu. Gia đình tôi giờ ngồi, gia đình là tôi cái gì? À. Ây da, gãy chân. Không có đâu, người ta gãy chân kìa, không được. Trời ơi, bà gãy chân rồi kìa. Bây giờ biết sao? Bây giờ tôi hỏi lần cuối có đền cho tôi không? Thôi bây giờ có nhiêu tiền đền đãi đi. Có người không đền đúng không? Tôi sẽ báo phụ nữ, báo gia đình, báo người lao động, báo tụi trẻ, báo mực tím, báo cha, báo mẹ, báo chính quyền, báo công an. Thôi được rồi, tôi nhớ rồi. Ở đây có camera. Bây giờ coi lại là có thiệt là đụng không chứ nãy có thấy gì đâu tự nhiên kêu. Không có được đâu. Check camera là rất là mất thời gian, lo người ta trước đi. Đúng rồi, mình cũng đang gấp mà. Thôi bây giờ chị ơi, bây giờ đưa đi bệnh viện nha. Không, đi đám cưới. Đi bệnh viện. Đi đám cưới. Đi bệnh viện. Đi đám cưới. Đi đám cưới đứng lên đi liền. Đi bệnh viện. Không có đi bệnh viện được. Bây giờ sổ số sắp tới rồi, bây giờ mà không chỉ lãnh giải là nó mới kịp. Thôi vậy nè, chuyện ở đây á, để tụi tao lo. Đi lãnh tiền đi. À đúng rồi, để chị em tụi tôi đưa bác đi bệnh viện cho. Ông đi lãnh tiền đi cho kịp. Đi. Được không? Tụi bé được. Lo được không? Được. Cảm ơn tụi bé quá nha. Ừ, rồi, cảm ơn cái sự cho mà. Đóng cửa bây giờ. Nè chị ơi, bây giờ em hứa chị nha, bây giờ em lãnh giải xong nha, em ghé bệnh viện em thăm chị, em đền lại cho chị nha chị. Rồi, đừng phải giúp tao nha. Bây giờ đường nào? Tao bị nói quá. Đi. Bây giờ đường này hả? Trời ơi. Đi đi mà. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Đi đi. Thôi người ta đi rồi. Dạ xong rồi, dạ xong rồi. Dạ không gì hết đó. Dạ. Mình đi về nhà ăn Tết cho kịp nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Bỏ đồng bọn giữa đường có vô tình quá không ta? Cùng lắm cho thêm tiền. Lãnh giải độc đắc. À, anh cho em xem vé số trúng thưởng nha. Anh quên. 3 giây nữa mình sẽ là diễn viên tỷ phú. 3, 2, 1. Chạy đi đâu mà chạy thôi. Dạ. Hành động lấm bẩn mang điều hay. Không
này mình bị nghèo rồi sao? Nam mô A Di Đà Phật. Đại quan ơi, ông ở dưới đây nè, ông có thiếu thốn gì không? Thiếu nhiều chứ, mà làm cái gì? Thì ông thiếu gì á, con bổ sung trong cái đó. Cho luôn con xe máy xịn đi. Ông muốn xe xịn đúng không? Đúng rồi, xịn thiệt xịn. Còn cho ông luôn xe hơi cũng được nữa. Thế cho thêm căn nhà siêu toa khổng lồ được không? Ông muốn cái gì cũng được hết á, miễn là ông hai cho con đi. Con còn mẹ già, con còn em thơ, con còn ước mơ, con còn muốn làm diễn viên nổi tiếng. Nguyên cái tờ giấy số độc đắc cũng còn chưa lãnh nữa. Ông ta theo con đi ông ơi. Đang bộ vô. Rồi, có triệu chứng bị ảo giác. Rồi bây giờ anh có nhớ anh là ai, tên gì, nhà ở đâu không? Lại ông tha cho con ông ơi, lại ông ơi. Tội nghiệp quá. Ơi, con còn ham mê lắm ông ơi, con còn ham sống lắm ông ơi. Alo, bệnh viện tâm thần Biên Hòa à? Bây giờ là tôi đang... Ê, tắt ngay. Thôi nhá. Ủa, vậy ông phải thần chết hả? Thần chết là xa lỗi. Nãy giờ thấy anh ngất lâu quá, cho nên là tôi lấy cái mặt lạ này, tôi giả làm ma đó, xong là tôi selfie, tôi đăng lên Facebook câu like. Đẹp không, đẹp không? Đủ tào lao. Đẹp này bảo tào lao, đủ điên. Ý xề. Ủa, anh ơi. Anh ơi. Cái gì? Anh ơi. Chết tôi anh rồi. Anh ơi. Chết rồi. Có dấu hiệu, không nói được ngôn ngữ. Không, anh cứ thấy cái tờ giấy số của tôi đâu không? Nói được rồi. Tờ giấy số á. Đây đúng không? Phải cái này không? Đúng rồi. Có dấu hiệu cục xúc. Đúng rồi. Trời, trễ rồi. Anh, cái này là đâu vậy? Có dấu hiệu không phân biệt được đang ở đâu. Đây là phòng khám tòa nhà chứ đâu. Bây giờ anh không nhớ gì hết đúng không? Tôi nhớ hết, cái gì tôi cũng nhớ hết á. Tôi còn nhớ cái chỗ này bị cháy nè. À, hồi nãy là người ta báo cháy giả. Tào lao quá, chỉ tập cái lúc người ta đi ra vậy. Này, đứng lại, anh đi đâu? Cái nhà gì mà đi tới đâu xuôi tới đó vậy trời? Ông trời, chắc chắn là đang thử thách con chứ gì. Tới chọn combo đi, rồi con sẽ đi lãnh giả. Ê, nhìn vậy mà bị khùng bà. Khùng nhưng mà đẹp trai là được rồi. Thôi bà mấy trai quá bà ơi. Trời trai không mê hay. Mấy tuổi? Lãnh giải độc đắc lần 2. Mình sắp là tỷ phú rồi. À không, mình là tỷ phú rồi còn gì nữa. Dạ anh ơi. Sao em? Anh sắp thành tỷ phú rồi đúng không nào? Dạ là vé số giả. Hả? Dạ là vé số giả, không đổi được nha anh. Ủa? Thao giả được, đúng số series nè, rồi đúng ngày, đúng tỉnh nữa. Dạ đấy anh. Anh
chạy đi đây. Em là giấy số của tôi không? Tao vẽ số nào? Không còn ai nữa, tờ giấy số đó. Tôi thề, tôi không biết. Tôi mà biết, cụ tôi chết. Anh không tin, anh chết cả mẹ ra đi. Trời ơi. Con nhỏ này lái xe có gì vậy? Rồi con thằng này nữa, tự nhiên cái tao đau đầu thì mình rồi dưới đây vậy? Bên dưới rồi, ở đây nè, ở đây có camera nè. Bây giờ coi lại coi, chứ hồi nãy giờ có đụng ở đâu? Có đụng đoạn gì đâu mà tự nhiên cái nằm nè ở đây vậy? Ê, không có được đâu. Check camera là rất là mất thời gian. Người ta bị vậy phải lo người ta chút. Với lại mình đang gấp nữa, đâu có thời gian đâu check camera. Thôi vậy nè, chuyện ở đây á, để tụi tao lo. Đi lên lãnh tiền đi. À đúng rồi, để chị em tụi tôi đưa bác đi bệnh viện cho. Ông đi đánh tiền đi cho kịp. Vậy cảm ơn tụi bay quá nha. Rồi, rồi, tụi bay giúp tao nha. Đi. Bây giờ đường nào? Đi, đường này hả? Trời ơi. Đi đi mà. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Không lẽ là nó? Đúng rồi. Nhổ qua đâu á? Không nói thì ai? Thằng khốn đi đâu? Nói đi. Chúng tôi nghi ngờ anh giả mạo giấy số để lừa đảo. Bây giờ mời anh lên phường. Về phường. Tôi vô tội. Cô á. Tôi vô tội. Cô á tội. Tôi bị chết giấy số mà. Ảo này. Tôi vô tội. Cô á tội. Dễ sợ luôn á trời. Người sống mà đối xử nhau vậy, không có xứng đáng làm con người. Hết phim mà chưa chịu đi lên nữa. Dở. Nói nghe nè. Ra anh nói em nghe nè. Gì? Em nghĩ tới coi cái thể loại này mà sao mà sống được. Ông bà mình nói cấm có sai. Đầu lòng mà hai ả Tố Nga. Đứa đầu là chị, sau là đứa em. Gì vậy? Đứa em. Quên không phải. Bài thơ đó. À thức. Bài thơ còn hai câu sau. Thức ngôn tứ tuyệt luôn. Vợ cứ ở đó mà xem, ông trời ông biết, ông bèm là đen thui, ông cho thiên lôi đánh chết tươi liền. Ủa là sao, ý anh đang nói gì vậy? Trời ơi, hai chị em hồi nãy hả? Ừ. Là hồi nãy em thấy là ăn cắp tờ giấy số của Hà Thiên phải không? Cái đó bằng cắp gì, cái đó là nói thiệt, đó là dàn cảnh muốn mô xảo quyệt. Trời ơi, tôi xét tội hình sự chết luôn. Thôi đi ông ơi. Vợ anh sẵn qua chuyện đó dặn vợ ra đường đừng có tin ai hết trơn nha. Ông bà mình dạy cấm có sai. Tri nhân tri diện là bất tri tâm. Lúc này thức khuya mắt hơi thâm. Em quýnh anh bây giờ đó nha. Xỉn vô cái là nói tùm lum tùm la à. Anh nói thấy nó vô dần quá. Vợ mà kể ra tính ra là anh hay á vợ ha. Anh chơi với đám bạn, rảnh rảnh nó qua nhà mình nhậu. Nó xỉn cái nó ói đầy nhà chứ chưa bao giờ nó lấy của mình gì hết trơn. Hay quá ha. Lần nào cũng vậy hết trơn á. Bạn anh qua ha, nhậu ói đầy toilet hết trơn á. Em dọn em chưa quạo anh là anh mai rồi đó. Vợ, tự nhiên hôm nay nhìn em đẹp quá vợ ơi. Tôi mệt quá. Nét đẹp hào quang sáng chói. Thấy chưa, tôi biết lắm mà. Giả bộ khen khen tôi rồi nhợn chứ ít lành gì. Đi lên, thay đồ tắm rửa, đưa đồ ra em giặt coi. Rồi biết rồi, trời ơi anh. Gì chứ mấy cái này anh tự giác lắm. Ừ. Vậy nha vợ. Được cái gì vậy? Thiệt tức ông này trời ơi. Nhậu hoài à. Vợ người á, chồng mến chồng thương. Chồng mình á, không thương ai thương bây giờ. Rồi ai mới đọc một câu gì nghe thốn thốn vậy trời. Năm nay anh chỉ mới đôi mươi, vừa mới bước ra đời như hoài bão trong lòng. Cố gắng với những thứ trong mong, anh chưa hết hy vọng với một ngày thành công. Nhưng sao thời gian cuốn đi nhanh, trẻ đôi muốn đứt phanh mà vẫn chưa được gì. Ôi thôi thì sắp hết rồi. Anh còn không thấy đâu. Chỉ tự lo thì vì ai cũng có ước mơ riêng mình, ai cũng muốn tiến tâm quang bình, ai cũng thích tiến đây tối thôi mà chẳng nghĩ hậu về sau này. Một mùa Tết đến trong sầm vầy, ngại gì những lúc vui thế này. Đừng hờn trách những chuyện đã qua, niềm vui sẽ chia cùng nhau. Có đồng cảm, có một cảm người xuất sắc. Có đồng đắc là vui hay có cả nước mắt. Có đồng đắc là vui hay xui, ai dám bảo là chắc. Nếu không biết cân nhắc, đồ sẽ trả giá đắt. Đờ
đời này sẽ tạo hương sắc. Ê, nếu ai cũng biết vun đắp, ê, cho yêu thương trang hòa, cho vạn vật nở hoa, cho xuân vang tiếng ca, cho nhà nhà hạnh phúc, cho mọi lời cầu chúc phúc chốc hai nhiệm mau. Chúc ông chúc bà sống lâu trăm tuổi, chúc mẹ chúc cha tiền đầy trong túi, chúc anh chúc chị luôn dư dả niềm vui, chúc cho tất cả một năm mới như nụ cười. Ê, 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 cười thật là tươi. Đón xem Sống 21 đêm giao thừa trên V Channel, V Giải trí, V Dramas và siêu ứng dụng giải trí trực tuyến Vion. Độc quyền trên Vion thường như cuốn, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần.